cái bộ nâng hạ Mỹ này các bạn. Hiện tại mình đang ôm 1 tấn 3 nha, hơi bị nhiều. Khách nào lấy về bán lại mình xả giá gốc lại một nửa nha. Xả lại một nửa. Nâng hạ nó có tay quay các bạn. Để lấy một bộ ra nha. Mình xả lại một triệu hai năm mươi một cái, nếu mà khách nào lấy một nửa nha, một nửa, và tiền phí ship khách tự chịu ha, tiền cẩu tiền gì đó thì mình sẽ xả lại các bạn. Bây giờ nó nhiều quá rồi, 1 tấn 3 nha. Hành trình 200 nha, hàng của Mỹ ha, hàng Martin của Mỹ các bạn quay á. Cái này đi các bạn. Xả lại các bạn ơi. Bó tay rồi. Thứng quá ôm cho cố vô. Xả thì các bạn có thể lựa cây ngon cũng được nha. Cái này thì nó là trục vít me bi. Trục vít me nha. Cho nên là khi cái cây này nè, mình phải, cây này thực ra nó bắt vào một vị trí nha các bạn. Đó, nó không có xoay tròn nha. Còn nó xoay nâng hạ bằng tay. Tải cây này cỡ 2 tấn nha, nhưng mà nếu mà quay tay á các bạn thì các bạn nâng hạ tầm 1 tấn nha. Còn mà tải cao nữa thì các bạn nên độ động cơ vô nha. Khách nào chế động cơ vô đây nè, tại nguyên bản nó có động cơ nha các bạn. Nguyên bản có động cơ, nhưng mà động cơ nó là động cơ AC nha. AC mà áp có 9V nè, cho nên mình không có xài được, bắt buộc phải tháo hết nè. Quay. Đó. Thì khi mà độ động cơ á, thì các bạn có thể tháo phần này ra để cho nó gọn nha. Đó, tháo cái cụm này ra để làm việc khác. Hoặc có thể các bạn mua về các bạn rã ra bán từng phần nha. Đó, ví dụ như tháo phần này các bạn bán riêng ha. Cái cụm này các bạn lắp động cơ vô các bạn bán riêng. Cho những cái chỗ mà nâng hạ xe hay gì các kiểu nha, ứng dụng nha. Hành trình ra vào là 200mm, 2 tấc. Cái trục này là thép nha, thép inox hay gì đó. Thì cỡ phi 55-60 nha, phi trục lớn. Nha, xả lại nha. Hoặc sang tay lại cho khách nào mua về bán lại thương mại. Bây giờ nhà cửa nó quá trời rồi, quá trật luôn rồi. Xả lại nha các bạn. Ok, khách nào cần liên hệ nha.